Việt Nam Expo 2019, sự kiện xúc tiến thương mại trọng điểm do Bộ Công Thương chủ trì sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 13 tháng 4 tại Trung tâm Triển lãm 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Tiếp cận sản phẩm và công nghệ mới của 500 doanh nghiệp đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, cơ hội quảng bá và tăng cường xuất khẩu hiệu quả.